Vâng, xin chào các bác. Ngày hôm nay thì em Chuẩn lại quay cho các bác một dàn báo giá các cái mẫu xe mà bên Trung Thực Auto đang có anh chị nhá. Hiện tại thì đang có rất là nhiều xe này, 6 xe bên ngoài và khoảng tầm 33 xe phía trong nữa. Nên là em xin phép là video ngày hôm nay thì em sẽ báo giá rất là nhanh thôi và sơ qua. Bác nào quan tâm đến bất cứ một chiếc xe nào thì có thể là vào kênh của Trung Thực Auto để xem video trực tiếp, hoặc là các bác liên hệ qua bên em qua số hotline là 0975 79 42 các bác nhé. Bên em sẽ gửi thông tin chi tiết thì nó sẽ tiện nhất, và các bác cũng sẽ cập nhật được các cái mẫu xe theo cái tình trạng cụ thể và chi tiết nhất các bác nhé. Đầu tiên ở phía ngoài này thì em đang có một chiếc Hyundai Tucson 2017 hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này. Xe đi 9,4 vạn km, một chủ từ đầu và đang có mức giá là 588 triệu đồng anh chị nhé. 588 triệu đồng. Bên đây thì em có một cặp Everest và Fortuner, đó, đang sẵn luôn. Chiếc đầu tiên sẽ là Everest bản 2.0 Titan, máy dầu một cầu số tự động, đời 2022, máy mới, tiêu chuẩn Euro 5, biển ở trong khu vực Đồng Nai anh chị nhá, gần với cả chi nhánh ở Bình Dương bên em. Ô tô là 3,9 vạn km và em đang chào bán là 1 tỷ 019 triệu đồng. Ở bên đây thì em có Fortuner 2020, form mới rồi anh chị nhá, form mới rồi này. Chất là của em thì là máy dầu một cầu số tự động, đó, xe đi 5,7 vạn km và mức giá hiện tại em đang chào bán là 919 triệu đồng anh chị nhá. Ôi, trời Hà Nội có vẻ như là cơn mưa rồi các bác ạ, cơn mưa rồi, đang sắp mưa rồi đây. Tiếp tục thì em đang có Hyundai Santa Fe máy 2.5 tiêu chuẩn, anh em đang cho dán tem bảo hành ở bên em anh chị nhá. Đó, bạn cho tôi mượn cái tem này đây. Với các cái mẫu sản phẩm bên em khi mà kiểm tra check test xong thì bên em sẽ có spa dọn đẹp xong nhé, bên em sẽ có tem kiểm định dán vào các vị trí như là lắp cabo, kính lái, kính hậu, các cái ốc chân máy để đảm bảo cái yếu tố kỹ thuật đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Và sau này khi mà bán và bàn giao các cái mẫu xe này cho quý anh chị thì bọn em cũng có căn cứ để có thể tiến hành bảo hành, phục vụ anh chị được tốt hơn anh chị nhá. Đó, làm trong một trong một phần trong quy định của bảo hành. Đây anh chị xem qua cái phần nội thất của em xe này. Em xe này sẽ là Hyundai Santa Fe máy 2.5, máy xăng bản tiêu chuẩn đời 22, xe đi 4,1 vạn km và em đang chào bán là 939 triệu đồng anh chị nhá. Đó. Nhìn bên ngoài thì nó không có quá nhiều sự khác biệt đâu, nhưng em sẽ chỉ ra một số điểm để dễ phân biệt này. Đầu tiên là cái phần la răng. Ở bản tiêu chuẩn này thì la răng và lốp nó sẽ sử dụng như thế này anh chị nhá. Nó sẽ không được đẹp như là cái phiên bản cao cấp mà anh chị hay thường thấy và bọn em cũng hay thường bán. Chiếc này thì mặt ca lăng của nó đơn giản là cái phần này nó đều là nhựa hết thôi anh chứ, đều là nhựa hết thôi ạ. Đó. Rồi. Rất là dễ nhìn qua đúng không ạ? Đồng thời là phần nóc này này nó sẽ không có cửa sổ trời toàn cảnh như là phiên bản cao cấp anh chị nhá. Đấy, còn các cái tính năng cơ bản thì em thấy là không khác biệt quá nhiều đâu. Đấy, vẫn cốp điện các thứ đầy đủ đúng không ạ? Vẫn cốp điện đầy đủ. Đó, không có cửa sổ trời kìa. Và cái phần một số các cái chi tiết option cao cấp hoặc trong tính năng an toàn nó sẽ không được hết. Đây, tem này, và đây sẽ dán tem đằng sau. Đấy, cái phần ốc của cốp xe. Đấy, rồi ốc khoang máy, ốc cabo. Đấy, những cái phần chi tiết mà anh chị có thể thấy rằng là khi mà có vấn đề gì là sẽ không còn tem thì cũng có cái căn cứ để bọn em bảo hành tốt hơn nhá. Ở đây thì em có một cặp Territory, em lùi về phía này để quay phần đầu cho các bác xem. Hai chiếc Ford Territory này thì đều là phiên bản cao cấp nhất Titanium Mix. Chiếc này của em là Territory đời 23 đi 3.000 cây, em đang chào bán là 868 triệu đồng anh chị nhá, bản Titanium Mix. Còn chiếc này sẽ là đời 24 đi 1,1 vạn km anh chị nhá. Và hiện tại thì mức giá dành cho em Territory đời 24 này là 899 triệu đồng. Rồi, tiếp tục đi ạ, rất là nhanh chóng thôi. Một loạt tất cả các cái mẫu sản phẩm đang có mặt tại Trung Thực Auto. Đầu tiên là Sorento 2021 phiên bản máy xăng cao cấp nhất Signature 7 ghế, xe đi 4,5 vạn và có mức giá là 929 triệu đồng anh chị nhé. Được. Hyundai Tucson 2021 bản 2.0 đặc biệt, một chủ từ đầu đi 5,5 vạn cây, 748 triệu đồng anh chị nhé. Sorento 2021 máy dầu bản Premium, xe một chủ từ đầu. Và hôm trước thì em mới bán chiếc xe này cho bác sĩ ở bên bệnh viện Sanh Pôn.
4 vạn km và 959 triệu đồng thì ba cái có gửi bán lại và lấy chiếc CRV, bởi vì là nhà ở Hà Nội hơi chật các bác ạ, không thể nào mà đỗ được Sorento, và chiếc xe nó rất là dài, nó không gọn như kiểu CRV. Bali Shape 23 đăng ký 24, bản Exclusive đi 8.700 cây một chủ từ đầu anh chị nhá, 1.369 triệu đồng. Đây, một em hàng rất là hot này, Honda CRV bản G-Com mới nhất. Đó, chiếc này của em thì với mô đô là 1.7 vạn km, em đang chào bán là 979 triệu đồng thôi chị nhá. Màu trắng bản G-Form mới. Đó, form mới rồi đấy ạ. Rất là đẹp. Rồi. Form này thì nhìn nó bệ vệ và khác hẳn so với form cũ rất là nhiều chị nhá. Bản G này thì hơi thiếu thanh giá lóc nhá. Lắp thêm cái giá lóc nữa thì đẹp. Phần đuôi này rất là đẹp. Cảm giác như chiếc này nó giống kiểu mẫu HR-V phóng to ấy nhỉ. Giống HR-V phóng to, đều là cái ngôn ngữ thiết kế mới chị nhá, rất là đẹp. Đó, form nó vuông vức liền lạc hơn. Yaris Cross 2023 bản HR-V 2024, đăng ký 2024 nhá, sản xuất 2023, đăng ký 2024. Bản này là bản cao nhất này, nó có một bản S máy xăng và bản HR-V là xăng lai điện, đi có 4.000 cây thôi chị ạ. Một chủ từ đầu 748 triệu đồng. Riêng em xe này thì sẽ tiết kiệm hơn so với xe mới đang có mức lăn bánh trong hãng là 848 triệu đồng anh chị nhá. Toyota Corolla Cross đời 2022 bản V máy xăng 1.8 lít nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, một chủ từ đầu 3,5 vạn cây, 769 triệu đồng anh chị nhá. Lại là Sorento. Sorento 2022 máy dầu bản Signature 7 ghế, một chủ từ đầu 4,9 vạn cây, 1.059 triệu đồng anh chị nhá. Và em sẽ chỉ báo nhanh cái mức giá của bên em thôi. Còn lại thì anh chị nào quan tâm, anh chị có thể là chụp ảnh màn hình hoặc là liên hệ với bên. Bên em có hai mức giá cực kỳ là rõ ràng. Một là giá bán xe, hai là giá bao trọn gói toàn quốc, tức là đã bao gồm tiền phí này, tiền dịch vụ này, tiền ép biển này, tiền biển số này. Đấy, tất tần tật từ A đến Z anh chị nhá. Anh chị chỉ cần quan tâm đến việc là đến ngày đẹp, giờ đẹp, nhận xe, thế là xong rồi, còn lại bọn em lo hết nha anh chị nhá. Toyota Corolla Cross đời 2020 bản V máy xăng 1.8 lít này, một chủ từ đầu 5 vạn km màu xanh. Chiếc này thì em đang chào bán là 679 triệu đồng anh chị nhá. Bên trong đây thì em có Fortuner, bản này là bản hai cầu. Bởi sao? Bởi vì là em có thể nhìn qua cái phần la răng này này, rất là dễ nhận biết anh chị nhá. Hai cầu đời 2019, mức giá là 939 triệu đồng. Ô tô hiện tại của xe là 9,8 vạn km anh chị nhá. Rồi, vẫn còn tới 1, 2, 3, 4 hàng nữa anh chị nhá. Anh chị chờ em một chút nào. CX8 đời 2023, bản này của em là bản 2.5 Premium AVKD dẫn động 4 bánh toàn thời gian, xe đi 2,3 vạn cây, một chủ từ đầu 1.069 triệu đồng, màu vàng sâm banh anh chị nhá. Sorento 2022 phiên bản máy dầu Signature. Xe này thì biển cũ là ở thành phố Hồ Chí Minh, 2,9 vạn cây, 1.048 triệu anh chị nhá. Một em nhỏ nhỏ xinh xinh, cute và dễ thương, VF3 mới, cứng cựa, chưa đăng ký lần nào. Chiếc này của em thì đang có mức giá là 268 triệu đồng, đã có hợp đồng thuê pin 7 triệu. Giá thực tế là 261 triệu đồng thôi anh chị nhá, nếu mà trừ đi cái phần hợp đồng thuê pin. XL7 2022, chiếc này của em thì nó chỉ có duy nhất một bản thôi, bản AT, một chủ từ đầu 1,2 vạn cây, 538 triệu đồng anh chị nhá. Bên đây thì em có Sorento 22 máy xăng bản Stick 7 ghế, một chủ từ đầu 2,9 vạn km, 1.019 triệu đồng anh chị nhá. Rất là nhiều những chiếc xe một chủ từ đầu cực kỳ đẹp luôn. CX5 bản cao cấp nhất Signature AVKD dẫn động 4 bánh toàn thời gian, 5,3 vạn cây, giá nhô 700 anh chị nhá, giá nhô 700. Cao cấp nhất của CX5 đấy ạ. Bên đây thì em có Sorento 22 bản Signature máy dầu. Xe này đi 4,6 vạn cây, 1.059 triệu đồng. Honda CR-V 2019 bản L cao cấp nhất, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này, 7 vạn km 815 triệu đồng thôi anh chị nhá. Rồi. Fortuner 2019 màu trắng, 2019 màu đen, chiếc màu đen đi 11,5 vạn cây, mức giá là 848 triệu đồng anh chị nhá. Còn chiếc này của em sẽ là đi ít hơn, 8,3 vạn cây, 858 triệu đồng. Đều là 2019 máy dầu một cầu số tự động quý anh chị nhá. Rồi, bên trong đây thì em có
Subaru Forester bản GT Edition cao cấp nhất, một chủ từ đầu, và đang đi được 5,1 vạn cây rồi, 868 triệu anh chị nhá. Bên đây thì em có Hyundai Tucson, cái form này là từ 19 đến 21 này. Đời xe sản xuất là 20. 55 vạn km và đang có mức giá tại Trung Lực Auto là 709 triệu đồng anh chị nhá. Peugeot 3008, một chiếc xe có thể nói là nhiều hơn một chiếc xe, với thiết kế ngoại thất, nội thất cực kỳ là đặc biệt, ấn tượng, phong cách và khác hoàn toàn với tất cả các mẫu xe khác trên thị trường. Xe này của em thì sản xuất 2021 này, bản Alu, 1.6 máy xăng, 3 vạn km, 829 triệu đồng anh chị nhá. Sorento 2022 phiên bản Signature, máy dầu 7 ghế, một chủ từ đầu, 3,6 vạn cây, 1 tỷ 069 triệu đồng. Rất là nhiều các cái mẫu xe Fortuner, Sorento nó san sàn như nhau, đời 20-21, máy xăng, máy dầu kiểu vậy anh chị ạ. Outlander 2020 bản 2.0 Premium, một chủ từ đầu, 4,5 vạn cây, chiếc này thì em đang để là 699 triệu đồng anh chị nhé. Rồi, Kia Seltos bản 1.6 Premium, đời sản xuất là 22, 3,7 vạn cây, một chủ từ đầu, biển Quảng Ninh, 659 triệu anh chị nhá, màu cam rất là cá tính và đặc biệt. Rồi tiếp tục có Everest 22 bản form cũ, Titan, máy dầu một cầu số tự động, đi 3,7 vạn, một chủ từ đầu, 1 tỷ 019 triệu đồng anh chị nhá. Và cuối cùng trong video báo giá khá là dài ngày hôm nay rồi, rất là nhiều các mẫu xe anh chị nhá. Fortuner Legender 2022 bản máy dầu một cầu số tự động, một chủ từ đầu, 4,8 vạn cây, giá nhô 1 tỷ anh chị nhá. Cụ thể là 1 tỷ 099 triệu đồng, gần 1 tỷ mốt anh chị nhá, gần 1 tỷ mốt. Và đây cũng sẽ là mẫu xe cuối cùng trong video báo giá ngày hôm nay. Một lần nữa thì em chuẩn thay mặt cho Trung Lực Auto và đội ngũ của Trung Lực Auto cảm ơn anh chị rất là nhiều, hy vọng rằng là anh chị có thể tham khảo lựa chọn cho bản thân, cho gia đình một chiếc xe gầm cao với tầm tài chính hợp lý để phục vụ cho gia đình mình anh chị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong tất cả các clip tiếp theo ạ.